trường trọng chào quý đầu tư và anh chị em về lại kênh bất sản Việt ngày hôm nay. Hôm nay em chia sẻ với anh chị một miếng đất vườn rất là đẹp ha. Với hai mặt tiền nha anh chị. Hiện tại em đang đứng đây là đuôi đất đây là mặt tiền thứ hai là đường này chỉ có là một mét rưỡi đến 2 mét thôi anh chị đường rất là nhỏ nha đường này xe máy chạy thôi anh chị đường này di chuyển về hướng cặp kinh sáng hướng về cầu kinh sáng Hà quốc lộc a đó về phải là về hướng cầu long hưng nha anh chị mình đi đường này ha thì miếng đất mình đó là ngang là 32 mươi hai à, sâu vô là 72 mươi hai anh chị hiện tại thì gia chủ đang trồng sabuche ha hiện tại đang có quy lợi đang hái bán luôn anh chị à, mấy tháng nay thì gia chủ cần bán gấp ha nên à, à, cũng không có chăm sóc nhiều cái hướng đất mình đó thì một hướng là hướng đông và một hướng hướng tây nha anh chị hai hướng anh chị để lựa chọn ha cái hướng mà hướng tây á là đa là 3 mét ha hướng đông là đa này là chỉ có là một mét rưỡi đến 2 mét thôi đường xe máy nha anh chị còn cái hướng di chuyển thẳng đường này nè anh chị là di chuyển về à, ấp dầu là đường đan là 6 mét anh chị đó ra đó về hướng chợ tới cây Vĩnh Kim coi bên tay phải mình là đất mình đây nè anh chị đây sao buộc chê này ha rất là xanh tốt nha anh chị ha đất mình rất là cao nha anh chị mỗi clip rất là cao ha Để em quay từ từ cho anh chị xem hiện tại em đang đứng đây là đuôi đất nha anh chị với mặt tiền thứ hai ha là đường này chỉ có một mét rưỡi đến 2 mét thôi còn cái mặt tiền chính á, là 3 m để em chút em di chuyển lên cái đường đan 3 m xong rồi em di chuyển ra đường ấp dầu à, cho anh chị theo dõi trực tiếp ha để anh chị và quý đầu tư nắm rõ hơn để mình biết thông tin chính xác để mình vô mình à, coi cái vị trí đất của mình đó để mình mua đầu tư hay là các nhà ở hay làm giường nha anh chị vị trí đất mình ở đây nằm ở thạnh hòa À, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Tổng diện tích à, miếng đất này á, là lên 2.280 m vuông. Wow, diện tích này cũng khá đẹp anh chị ha. Với hai mặt tiền này rất là sáng anh chị. Đây, từ cái chỗ mông cỏ này anh chị thấy cái mương này ha. Đó, quay cao cao cho anh chị xem. Đó. À, thẳng lên phía trên cái mặt tiền 3 m là 72 m anh chị, còn cái mặt tiền này á, là 32 m. À, con số khá là đẹp hả chị còn mà anh chị cô chú nào ở Mỹ Tho á mình di chuyển ở đây là khoảng 5 cây số mới tới cái vị trí đất mình nha anh chị còn mà anh chị nào ở Sài Gòn á mình di chuyển về đây xe ô tô hay à, xe tải luôn tới đất luôn á là khoảng là 70 cây số là tới vị trí cái một cái giường sabouche của mình rồi nha cái mặt đường chính 3 mét anh chị thì có một cái kinh tiêu nha anh chị kinh tiêu đó khoảng là 2 mét thôi nó cũng rất là nhỏ thôi nha lấy nước ra vô cũng rất là thông thoáng nha anh chị đây sao nè này ha cây sao bụi này trồng cũng lâu năm rồi anh chị đó tàn khá là lớn anh chị thấy không rất là to ha Nói cái gốc này, để quay cận cận anh chị xem gốc rất là to ha anh chị nếu mà anh chị di chuyển về chợ tới cây dính kim ấy, anh chị à, di chuyển đây là khoảng uh, chạy xe khoảng 10 phút là là tới anh chị cũng khá là gần anh chị đó, ở đó thì có là, trường học nè thế giới Đi động à, ủy ban ngân hàng và nhiều tiện ích khác nha anh chị đây quay từ từ cho anh chị xem một cái giường mình khá là đẹp ha mình được là 4 clip nha anh chị mỗi clip thì có một cái rãnh nước ha rãnh nước khá là nhỏ thôi khoảng nửa mét thôi anh chị cây sao rất là đẹp ha sắc là xanh tốt các mấy tháng nay chủ cũng bớt phân lại anh chị thì cũng thấy cũng không có để phân ở dưới cái góc này ta anh chị cái này gia chủ ký gửi giá bán là 2 tỷ hai nha anh chị nó giá là giá giá chủ nó chốt rồi anh chị ơi lên tổng diện tích là hai 280 hai trăm mét vuông với diện tích là 32 m hai à, sâu vô là 72 m nha anh chị với hai mặt tiền một mặt tiền là 3 m và cái đuôi đất mình á là mặt tiền thứ hai là đan chỉ một mét rưỡi con đoạn thì 2 m nha anh chị đường sát cũng rất là thuận tiện ha anh chị có xe ô tô xe tải gì đó mà lưu thông tới đất luôn anh chị từ cái vị trí giường sao chê mình á mình di chuyển ra đường ấp dầu anh chị khoảng là 500 trăm mét đổ lại thôi cũng khá là gần nha anh chị không có xa nha cái hướng đất mình là hướng đông với hướng tây nha anh chị anh chị hai hợp hai hướng này á, thì mình cách nhà con phong thủy thì anh chị chọn cái vị trí này ha đất mình khá dài vậy đi nãy giờ mà mới tới cái đầu bên đây nè anh chị ơi. đất mình khá dài nha đất mình là sạch sẽ không có màu mãi gì trên đất anh chị anh chị cũng rất là yên tâm ha em đi nãy giờ là quanh đất luôn rồi đó nó để cho anh chị xem và theo dõi kỹ hơn để mình nắm thông tin chính xác để mình à, mình coi về đây mua đầu tư hay là cắt nhà ở hay làm giường nha anh chị cuối video á em sẽ để cái sổ à, để cho anh chị xem và theo dõi nha cái sổ này là đất từ xưa giờ anh chị đó chưa qua đầu tư gì hết nên anh chị cũng rất là yên tâm ha thì à, anh chị đi coi miếng đất này liên hệ em trước để em hẹn chủ để gặp chính chủ luôn để mình thương lượng cái giá cả để hợp lý để mình mua ha anh chị rồi, không mất thời gian của cô chú và anh chị nữa, em di chuyển ra cái đường đan 3 mét đây và em quay cái kinh tiêu trước cái đất mình luôn cho anh chị xem trực tiếp là theo dõi nha. Chủ không có dọn hình trước này chị thấy không? Cỏ rất là nhiều, âm um tầm quá chị. Về đây mình dọn lại xíu là được ha, là cái đất mình nó sáng ha, bắt cây cầu à, xe ô tô khoảng 3 mét anh chị hiện tại cái cầu này cầu nhỏ thôi cầu thì có một mét anh chị ơi nhà cái kênh tiêu trước đất mình anh chị ha nó chỉ có 2 mét thôi đây là đường đan là công cộng là 3 mét anh chị cái này là xe ô tô à, xe tải lưu thông luôn anh chị đây cái ranh giới mình từ chỗ có cái mí mương anh chị ha đó trước công hình bên tay phải mình đó đó thẳng về phía sau là 72 m còn cái mặt tiền à, 3 m này là là 32 m đó đầu đuôi bằng nhau anh chị em đã đo trực tiếp và gửi sổ qua cái sau cái video này đó anh chị xem hết video đó, em sẽ để cái sổ đó. anh chị theo dõi nha à mong anh chị và quý đầu tư à, like và chia sẻ giúp em để em có động lực quay những video mới tìm đất giường đất nhà đất công à, để cho anh chị đầu tư và mua để làm giường hay các nhà ở ha chân thành cảm ơn quý đầu tư và anh chị nha à, anh chị hướng này làm di chuyển về hướng quốc lộ a này, anh chị về cặp kinh sáng là di chuyển khoảng một đoạn là tới rồi ha khu này nhà khá đông anh chị em quay xung quanh cho anh chị xem trước cái giường mình đó có nhà nè anh chị ha ở nhà ở cũng khá là nhiều nha ở đây có đèn đường luôn anh chị đây nhà trước cái đất mình đây rồi em di lên xe máy xong rồi em di chuyển ra đường ấp dầu cho anh chị xem trực tiếp ha cái hướng đất vô, cái giường mình nha anh chị ấp dầu á làm di chuyển ra tỉnh lộ 876 anh chị xong rồi đó mình ra tới in kim đó đường sáng rất là thuận tiện cho anh chị lưu thông ha mình di chuyển ra đường áp dầu chỉ có khoảng 500 m thôi lại hơn chị đó và mình di chuyển ra cái đường áp dầu đây em quay trực tiếp cho anh chị xem và nắm rõ hơn anh chị có xe ô tô hay xe tải gì đó mình lưu thông tới đất luôn anh chị đường sát cũng rất là rộng rãi nha còn cái đuôi đất mình đó thì đường nó hơi nhỏ hơn đường xe máy đường dưới mắt gửi đến hai mét thôi Còn cái mặt này mới là 3m này anh chị gia chủ ký gửi giá bán là 2, ,2 tỷ 2 anh chị à, lên tổng diện tích cái mảnh vườn mình đó là 2.280 m2 với diện tích là 32m à, sâu vô là 72m có một số khá đẹp anh chị À, cuối video em sẽ để cái sổ anh chị, anh chị theo dõi và xem cái sổ mình ha. Cái sổ này rất là xưa và chưa qua đầu tư gì hết anh chị, anh chị cũng rất là yên tâm ha. Rồi, em đã tới đường, đây là đường ấp dầu nè anh chị. Đó, đây là thẳng một đường này đó, là di chuyển ra đường nhựa à, quyện 38, khi bằng đường Thanh Hòa anh chị, ra đó mình phải là về hướng à, đường quyện 35, về hướng à, thành phố Mỹ Tho. À, di chuyển đường này nha anh chị cái đường này là kêu bằng cái đường địa tre anh chị để chúng quay qua các bản nhìn chị xem ha đây đường địa tre đó, đường này là cho xe 1 tấn rưỡi lưu thông nha anh chị đó, đường này rất là thông thoáng ha anh chị di chuyển cũng rất là thuận lợi ha còn cái hướng này là di chuyển về à, tỉnh lộ 876 nha anh chị mình chạy xe khoảng một cái gửi số nó đụng tới tỉnh lộ 86 rẽ trái là về chợ tới cây vĩnh kim còn bên phải là về hướng Long Định về ngã ba Đông Hòa ra quốc lộc A Đó, đường xa rất thuận tiện ha cho anh chị lưu thông nha gọi đến đây, em kết thúc video à, quý đầu tư và anh chị nào quan tâm miếng đất vườn này thì liên hệ bên em để mấy em có người dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ ha mình để mình thương cái giá hợp lý để mình mua đầu tư hay làm vườn hay là cách nhà ở nha, anh chị khu này rất là an ninh và yên tĩnh hiện tại thì sao đang có quy lại luôn Bác sản đối với xin chào và hẹn gặp lại ở phần video tiếp theo xin cảm ơn quý vị tư và anh chị đã quan tâm theo dõi